Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Sơn xin chúc nhà mình ngày mới vui vẻ và an lành luôn. Thì hôm nay Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé xem thăm vườn Sơn nha. Rồi Sơn sẽ sao lên đây một số cây giao lưu cùng với nhà mình xem nếu mà ưng ý cây nào thì giao lưu ủng hộ Sơn, còn không thì mình cũng xem tham khảo vui vẻ nha. Thì tất cả các cây bên Sơn đều có báo mã số hết, mã số nào đã giao lưu thì bên Sơn sẽ để trong phần bình luận là mã số cộng đã giao lưu. Còn mã số nào chưa giao lưu thì nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Và nếu mình không xem được trong phần bình luận thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Thì tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nha mình nha, để các em cố gắng vượt qua sự khó khăn để mà vươn lên trong cuộc sống sau này, giúp ích cho đời, cho xã hội sau này nha. Thì Sơn rất cảm ơn nhà mình đã đồng hành cùng với Sơn trong thời gian qua, và hy vọng rằng con đường phía sau nhà mình cùng đồng hành với Sơn nha, để cùng chung tay trên con đường gieo hạt lành được nhiều kết quả tốt hơn nha. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2020. Thì sáng nay Sơn cũng đi trao cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 5.000k, mỗi em là được 1.000k nha. Sơn rất cảm ơn nhà mình. Thì bắt đầu giao lưu lô này. Cây này có mã số là 841, là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, bầu rất rinh luôn nha mình nha. Cây bao sống cho mình yên tâm luôn. Cây này là siêu gai luôn nha mình, siêu gai siêu xương luôn. Cây rất là già luôn nha mình. Cây này có hoành là 83, cây cao là 110, có bầu đất hiện tại là 40 x 35. Sơn xin giao lưu nhanh là 1.200k bao ship nha. Cây siêu gai luôn, siêu già luôn nha mình. Cây rất chi là già luôn. Mã số 841, 1.200k bao ship, bao sống nha mình yên tâm luôn. Cái này về mình chỉ cần tháo cái bọc này ra và thêm chất trồng nữa thôi, 50 xơ dừa, 50 cát với đất nha, và mình tưới thêm rồi. Cái này mình về mình chỉ cần tháo cái bọc này ra và mình thêm chất trồng thôi, 50 xơ dừa, 50 cát với đất nha, và mình có thể tưới thêm các dòng kích rễ như N3M Rose Atonis luôn. Thì sau khi cây sống khỏe trở lại rồi thì mình có thể bón thêm phân có gốc hữu cơ nha. Thì thường gốc hữu cơ thì có cái phân dynamite đó nha mình. Nói chung mình bón phân có gốc hữu cơ là được, phân hữu cơ, phân vi sinh là được, chứ đừng nên bón phân hóa học nha. Rồi nhà mình xem tham khảo nha, nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin xuống cái này luôn nha. Sơn xin giao lưu cây kế tiếp là một cây găng vàng nha mình nha, hay còn gọi là găng tô hú. Thì cây này lũ thép rất là đẹp luôn, cây này liền cốt lũ thép rất đẹp nha mình. Cây lũ rất là ok luôn. Cây này có chiều cao 30, bầu đất hiện tại là 45 nha mình nha.
Cái này rất là VIP luôn, Sơn xin giao lưu nhanh là 400k bao ship nha. Cái này Sơn nói Sơn để lại Sơn làm cành, nhưng mà thôi không có thời gian nên là Sơn giao lưu với nhà mình. Nếu nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn luôn, còn không thì cũng vui vẻ nha, mình xem tham khảo luôn. Cái này Sơn rất là mê cái lũ này, lũ thép này, tại vì Sơn có một cái đam mê với lũ rất là cháy bỏng, cho nên những cây nào mà có lũ là Sơn mê lắm. Bởi vì khi mà nhìn cây có lũ á, mình có một cái cảm hứng sống rất là đã luôn. Nó truyền cho mình cái cảm hứng sống, tại vì nó là nó đại diện cho cái sự khó khăn, có cái sự cực khổ, mà bên cạnh đó nó vẫn có sự sống sinh sôi nảy nở, thì mình rất là thích. Nó là cái động lực sống cho Sơn rất là nhiều. Nhưng đối với Sơn thôi nha, chứ còn đối với mọi người thì Sơn không có biết được, mỗi người mỗi cảm nhận thôi. Thì cây này Sơn rất là thích nên là Sơn giao lưu là 400k bao ship. Nếu như mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn, còn không thì cũng xem tham khảo nha. Cây đã sống khỏe luôn. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Sơn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 843. Cây này có hoành là 135, cây cao là 45. Cây này có bầu đất hiện tại là 75 nhân cho 47 nha mình. Cây này Sơn xin giao lưu nhanh luôn, 1000k bao ship nha. Cây sống khỏe luôn, bằng lăng tím lá nhỏ. Cây này về mình để rinh, hoặc là mình ghép tường vi, hoặc là ghép bằng lăng thái đều được nha mình nha. Cái này về mình chỉ cần tháo cái bọc ra và thêm chất trồng nữa là ok thôi. Cây đã sống khỏe, đây là một cụm liền cốt luôn. 1000k bao ship rồi nha. Rất chi là mềm luôn, nhà mình xem tham khảo nha. Bao ship là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ liền cốt, thân cốt đặc luôn nha mình nha. Rồi nhà mình xem tham khảo nha. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 849 nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 844. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, liền cốt, sống khỏe luôn nha mình. Cây này có hoàn là 105, cây cao là 52. Cây này có bầu đất hiện tại là 65 nhân cho 40. Cây này Sơn xin giao lưu nhanh là 700k bao ship nha. Đây là một cụm liền cốt luôn, thân cốt rất là đẹp luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn luôn. Mã số 844, 700k bao ship bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe luôn nha mình. Mã số 844, 700k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp là một cây bằng lăng tím lá trung nha mình nha. Cái này về mình để riêng hoặc là mình ghép tường vi cũng đều được luôn, tại vì nó chỉ lớn cái lúc ban đầu thôi, còn về lúc sau thì cái lá nó vẫn nhỏ nha mình nha. Nó chỉ lớn hơn cái thằng lá nhỏ một cỡ tầm phân nửa thôi đó. Đây, khi mà cái lá của nó đã gần nắng rồi đây, còn mà khi mà nó cái lá nó to, cái lúc mà cái
nó còn non thôi, còn khi mà nó nắng 100% rồi là nó đã gằn lại rất là nhiều đó, cho nên là mình để rinh cũng được và mình ghép tường vi cũng được, hoặc là bằng lăng thái đều được hết luôn nha mình. Đây là một cụm liền cốt luôn, có mã số là 845. Cây này có hoành là 135, cây cao là 53. Cây này có bầu đất là 68 nhân cho 58 nha mình. Cây này sơn xin giao lương nhanh 650k bao ship nha. Bằng lăng tím lá trung 650k bao ship, cây sống khỏe luôn, liền cốt luôn nha mình. Tám bốn năm 650k bao ship. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu cây kế tiếp là một cây sen sản tàn rinh thiên nhiên sống khỏe luôn nha mình nha. Cây này rất là vip luôn, chi tàn rất là già. Thì cây này Sơn nói sơ qua là nói chung là tỷ lệ sống là 80%, còn lại 20% là nó đã bỏ mạch và nó trở thành những cái chi dâm xương khô nha mình nha. Nhưng mình đừng nên phế nó đi, để như vậy nó tự nhiên và nó đẹp hơn. Nếu mình phế đi là nó sẽ trống cái cây rất là xấu. Cây rất là già luôn nha. Cái cây này Sơn hồi sinh một thời gian khá là dài, tầm 5 tháng đó nha mình. Nói chung là Sơn hay hồi sinh được những cái cây mà nó không cứu vãn được. Nhưng mà cái này Sơn kiên trì, Sơn đã hồi sinh nó rồi. Rồi cây này có mã số là 846, có hoành là 60, cây cao là 60, tán rộng là 90. Cây này đang nằm chậu là lọt lòng 38 nha mình nha. Chậu vuông lọt lòng 38. Cây này sống khỏe thùng chậu luôn, chi tàn rất là già luôn nha mình. Ở cái mặt tiền này thì nó sống hầu như là 90%, chỉ có một ít xương dâm nó bỏ khô thôi, về mình chỉ tỉ sơ thôi. Còn ở phía sau thì chi dâm nó mất đi cỡ tầm 30%. Nhưng mà mình đừng có nên tỉ nó đi, nếu mình tỉ nó đi là rất là lủng, nó sẽ lủng cái cây luôn nha mình, rất là xấu. Đó, lũa thép già luôn. Cây này khi mà ban đầu Sơn mới nhìn thì rất là mê luôn. Tại vì cái lúc mà Sơn lấy cái cây này á, nó không có một cái lá nào cả, lúc đó nó đang thay lọc. Đó. Thì về thì nó đứng một thời gian 5-6 tháng nha mình. Định nhổ bỏ rồi, nhưng mà Sơn thấy trong các chi dâm của nó vẫn còn tươi, cho nên là Sơn quyết định Sơn để tiếp và Sơn kích rễ thêm thì nó đã hồi sinh được. Sơn rất là vui luôn. Rồi cây này Sơn xin giao lưu 1.400k bao ship luôn chậu luôn nha mình. 1.400k bao ship, mã số 846, là một cây sen sản hay còn gọi là xương cá. Cây này nó giống như nó thành phẩm rồi, về mình chỉ việc là mình đặt lên và mình trưng bày nữa thôi, chứ mình không có làm gì nhiều nữa, mình chỉ tỉa sơ sơ thôi. Nói chung cây này mà nó hoàn hảo hết, nó sống hết 100% chi dâm thì cái giá trị của nó rất là cao. Nhưng mà do nó bị bỏ hết một phần rồi, cho nên là Sơn giao lưu nhanh luôn, 1.400k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp là một cây sen sản sống khỏe luôn nha mình nha, phong bay thiên nhiên luôn. Cây này có mã số là 847, có hoành là 68, cây cao là 58, cây này rộng là 100, sống khỏe luôn nha mình nha. Sơn giao lưu nhanh là 550k bao ship, sen sản hay còn gọi là xương cá nha mình. Cây sống khỏe theo kiểu rừng trên thân luôn nha mình. Thì thật ra cái cây này vừa rồi Sơn đã giao lưu về Thái Bình rồi, cây đã được gửi về Thái Bình rồi, nhưng mà bên dịch vụ họ lại không chịu giao. Không hiểu vì lý do gì, họ làm dịch vụ, họ chỉ có nhiệm vụ là họ là cầu nối chuyển phát hàng, nhưng khi mà hàng tới họ lại không giao, họ để đó họ găm hơn 10 ngày.
thì khách hàng của Sơn không nhận và hồi về lại với một cái lý do là họ bị tai nạn, cái shipper bị tai nạn. Thì thử hỏi nếu mà shipper bị tai nạn sự cố thì vẫn có người để mà thay thế để mà giao, nhưng cái này là chờ cái người shipper đó xuất viện rồi mới đi giao. Thì lúc đó mình hỏi cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của những người đứng đầu của những cái bưu cục phát thì họ làm cái gì. Chẳng nhẽ ví dụ như shipper nằm 1 năm 2 năm vẫn phải để cái hàng đó 1 năm 2 năm hay sao? Cho nên cái vấn đề tâm đức của những người làm dịch vụ là những người cầu nối phải hết sức là có tâm và có tầm thì mới nâng tầm cái dịch vụ của mình lên được. Còn mà họ làm với cái kiểu mà làm cho để kiếm tiền thì Sơn nghĩ là họ sẽ không lâu bền và cái tâm đức của họ sẽ dần mai một và họ sẽ bị những sự cố thôi. Chúng ta làm vì cái tâm thì nó mới lâu bền, chứ mà còn mà làm cái kiểu mà làm cho có thì Sơn nghĩ nó không có bền đó. Thì Sơn cũng này bên cái chỗ anh ở ngoài Thái Bình, nhưng mà Sơn bao sóng bao gì hết luôn, nhưng mà anh không chịu nhận, bởi vì sự cố là tại vì cái cây này nó rất là dễ sống, nó rất là trâu, cho nên là Sơn bảo đảm nhưng anh ấy cũng không có chịu, thì Sơn cũng đành chịu thôi, cho hàng về, đi về nửa tháng về cái cây khô queo luôn nhưng mà nó vẫn bung mầm nha mình. Thì về Sơn chỉ tưới nước thôi chứ đâu có làm gì đâu. Thì bây giờ nó đã hồi sinh lại rồi, thì bây giờ Sơn giao lưu lại. Cái lúc đó Sơn giao lưu dọn vườn chỉ có 400k bao ship thôi, thì phí ship đi với phí ship về hết trơn luôn đó. Cho nên là bây giờ Sơn giao lưu cây này lại 550k bao ship để hòn vốn lại, kiếm ít tiền mua bỉm sữa cho bé thôi. Ở nhà mình nếu mà đồng cảm thì giao lưu ủng hộ Sơn nha. Nói chung là Sơn cũng tâm sự về cái vấn đề bên dịch vụ họ làm rất là bất cập. Thì vừa rồi Sơn cũng có một cái cây gửi về Hồ Chí Minh 10 ngày họ không thèm giao. Họ báo với khách của Sơn là từ thứ sáu mà mãi tới thứ ba họ mới liên hệ lại. Thì khách gọi lại cho cái số đó thì họ cũng không thèm bắt máy và cũng không thèm giao luôn. Đến lúc thứ ba thứ năm lại, thứ ba thứ tư lại họ giao tới cho khách thì cái cây khô queo luôn. Thì thử hỏi cái cây thì nó cũng có cái thời gian của nó đó, về lại cây khô queo luôn. Rồi bắt đầu từ ở Hồ Chí Minh lại gửi về lại Sơn nữa tầm hơn mười mấy ngày thì về Sơn nhận cái cây là nó khô queo luôn. Thì bây giờ vẫn đưa vô viện cấp cứu, thể nó sống được thì nó sống, còn không được thì cũng đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề tụi dịch vụ họ làm ngày càng mất lòng tin của khách hàng lắm. Cho nên là hy vọng những người làm dịch vụ thì họ có cái tâm hơn để mà cải thiện cái dịch vụ tốt hơn. Rồi Sơn xin giao lưu cây sen sản 847 này 550k bao ship. Nhà mình xem nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn nha. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 848, là một cây nhãn rừng nha mình nha. Cây này trái ăn rất là ngon và rất là thơm, nó mang cái hương vị đặc trưng của rừng núi, cho nên là nó có một cái nét đặc sắc riêng của rừng núi nha mình nha. Nó trái nó thì nó tương nó không có bự, nó không có to bằng cái trái nhãn nhà mình, nhưng mà nó cũng vừa, nhưng mà nó trái nó mang cái nét rất là đặc trưng, rất là thơm, rất là ngon và ngọt nha mình. Đó, thì đây là một cây nhãn rừng đã sống khỏe rồi. Cái này về mình chỉ cần tháo cái bọc này ra và mình thêm chất trồng thôi. Nếu mình trồng trong chậu thì mình trồng cho cái chậu nó to ra một tí xíu. Còn nếu mà mình trồng đất thì mình cứ thả xuống đất thôi. Cây này có hoành, hoành thân bên này là 30 nha. Thân bên này nó cũng liền cốt luôn, nhưng mà Sơn chỉ tính một cái thân bên này có hoành 30. Cây cao là 95. Cây này có bầu đất là 45 x 40 nha mình. Cây sống khỏe luôn. Sơn xin giao lưu nhanh là 1.200k bao ship nha. Cây sống khỏe nha mình, yên tâm luôn. Trái ăn rất là ngon luôn. Cái này nó gắn liền với tuổi thơ của Sơn rất là nhiều. Bởi từ nhỏ Sơn theo ba mẹ đi đi rừng đi núi á, thì trên đường đi thì cái dòng này nó mọc theo đường rất là nhiều, và tới mùa thì Sơn mỗi lần đi ngang là phải hái về ăn rất là ngon. Đó.
Mã số 848, 1.200k bao ship nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn luôn. Là một cây nhãn rừng tàn rinh thiên nhiên luôn. Cái này mình vừa vừa chơi bonsai mà mình vừa có trái ăn luôn nha mình. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 849, là một cây nhãn rừng sống khỏe luôn nha mình. Trái ăn rất là ngon và thơm luôn, nó mang một cái nét đặc trưng của rừng núi luôn nha mình. Cây này về mình vừa chơi bonsai mà mình vừa có trái ăn luôn. Cây này có hoành là 56, cây cao là 76. Cây này có bầu đất hiện tại là 48 x 40 nha mình. Sơn xin giao lưu nhanh là 1.000k bao ship luôn. Mã số 849 là một cây nhãn rừng sống khỏe, 1.000k bao ship nha mình. Cái này về mình chỉ cần tháo cái bọc này ra và mình thêm chất trồng nữa thôi, 50 xơ dừa 50 cát quế đất là được thôi. Rồi nhà mình xem tham khảo nha, nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin xuống cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu cây kế tiếp của lô này và cũng là cây cuối cùng của lô này nha mình nha. Có mã số là 850, là một cây sào dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc nha mình. Cây này là nó có trái ăn được, lá ăn được luôn. Mình vừa chơi bonsai mà mình cũng vừa có lá ăn luôn nha mình nha. Nhưng cây này nó đặc sắc ở cái, nó đặc sản ở cái món lá của nó nha mình. Lá của nó là công dụng rất là nhiều luôn. Mình làm rau sống nè, làm gỏi nè, mình bỏ vô các món nấu ví dụ như là curry, kho cá, hoặc là mình nó đặc sản ở cái món gỏi nha mình. Nói về Ninh Thuận là người ta sẽ nhắc tới cái món gỏi dông. Mà cái món gỏi dông mà không có cái lá này, không có cái lá sào dông này thì nó là vô vị luôn. Đó, nó là món đặc sản. Mà khi mà Sơn sống ở bên Malaysia 8 năm thì cái Sơn rất là biết về cái dòng cây này, nó rất là hữu dụng về các món ăn của Malaysia. Tại vì Malaysia nó là một nước đa chủng tộc đó, Việt Nam này, Philippines này, Myanmar này, Trung Quốc này, người bản địa này, India này, Bangladesh này, rất 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 là nhiều nước tập hợp về, cho nên cái nền văn hóa của nó rất là phong phú và đa dạng. Thì trong cái món ăn của nó thì Sơn thấy hầu như là đều có cái lá này đó. Thì ở Việt Nam mình á thì chỉ có ở Ninh Thuận á, là nó thịnh hành về cái món này thôi, mà ở các tỉnh khác do nó không có cho nên là cái món nó cũng rất là ít phổ biến đó. Nên là Sơn giới thiệu với nhà mình để mà mình sưu tầm giao lưu với Sơn nha. Nhiều khi mình có cái cây này, hàng xóm sẽ thường xuyên lui tới nhà mình đó nhà mình, bởi vì sao, nó rất là đặc trưng đó. Thì cái lá này ăn rất là ngon, nhưng nó ngon ở cái thời điểm nào cái lá nó vừa già tới nha mình. Ví dụ như này, cái lá nó vừa già tới nè thì nó mang đầy đủ cái hương vị của cái cây, hoặc là cái lá già, kể cả cái lá già luôn ăn cũng rất là ngon nha mình. Nó rất là thơm và rất là đặc trưng, nó không có độc nha mình. Còn vì sao là nó có cái tên là ngọc ngũ sắc, bởi vì cái từ cái trái sống mà tới cái trái chín đó, nó biến đổi tới năm màu đó. Cái trái của nó là bằng cái mắt tay 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 cái mình nè, thì nó rất là lung linh, nó chuyển tới năm màu, cho nên là khi mình nhìn nó giống như những cái hòn ngọc á đó. Đó thì cho nên là người ta kêu là ngọc ngũ sắc, nhưng ở quê thì gọi là cây sào dông. Mình có thể tra khảo thêm thông tin của nó trên Google nha mình. Rồi nhà mình xem ưng ý giao lưu ủng hộ Sơn luôn. Sơn xin giao lưu nhanh là 1.200k bao ship nha. Cây này nó rất là đặc trưng và rất là đặc biệt, nó mang cái tính đặc sản của vùng miền ở nhà mình. Thì mỗi vùng mỗi miền nó có một cái đặc sản riêng. Thì hôm nay Sơn giới thiệu với nhà mình cái cây sào dông này, nhà mình xem nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn nha. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô, Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn nha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến Sơn,
đồng hành cùng Sơn, thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn nha. Nhà mình đăng ký kênh ủng hộ Sơn, xem ủng hộ Sơn, nhà mình cũng đang góp vào cái quỹ gieo hạt lành của bên kênh YouTube Bonsai Kim Sơn nha. Thì bên Sơn sẽ trích cái nguồn quỹ ra, từ nguồn quỹ của nhà vườn, từ nguồn quỹ của Mạnh Hùng Quân đóng góp vô để mà trích ra giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là Sơn chú tâm vào các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bởi vì mình muốn nâng đỡ họ lên, truyền cảm hứng cho họ thêm để cho họ vươn lên trong cuộc sống và sẽ sau này giúp ích ít nhiều cho xã hội nha. Rồi Sơn chân thành cảm ơn nhà mình, chúc nhà mình an lành, vui vẻ và hạnh phúc luôn nha. Rồi Sơn thân chào nhà mình, hẹn gặp lại ở video gần nhất.